Cơ quan tình báo quân đội Anh cho rằng, sau khi rút khỏi chảo lửa Bakhmut, lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner có thể được triển khai đến mặt trận khác ở Ukraine. Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner Yevgeny Prigozhin hôm 25 tháng 5 cho biết, họ bắt đầu rút các đơn vị khỏi Bakhmut. Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh dẫn thông tin từ giới chức Ukraine xác nhận, Wagner đã rút dần khỏi Bakhmut và bàn giao lại vị trí cho lực lượng chính quy của quân đội Nga. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia, Wagner đã bàn giao cho Nga vị trí ở các sườn Bakhmut, song vẫn duy trì một phần bên trong thành phố. Báo cáo của cơ quan tình báo Anh cho hay, lực lượng của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk dường như đã vào Bakhmut từ hôm 24 tháng 5 để bắt đầu chiến dịch dọn đường. Quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 20 km2 ở rìa thành phố Bakhmut tính đến ngày 16 tháng 5. Việc luân chuyển quân của Wagner dường như đang tiếp tục theo từng giai đoạn để tránh sụp đổ chiến tuyến của phía Nga quanh Bakhmut, báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh nhận định. Theo cơ quan này, bất chấp căng thẳng với quân đội Nga, lực lượng Wagner dường như sẽ được sử dụng cho hoạt động ở các mặt trận khác tại Donbas sau khi họ hoàn tất tái tập hợp lực lượng. Theo kế hoạch, quá trình rút quân của Wagner sẽ kéo dài đến 1 tháng 6. Các đơn vị của Wagner sẽ được nghỉ ngơi và tập hợp lại sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng. Wagner là lực lượng then chốt trong chiến dịch của Nga nhằm kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut của Ukraine. Cuối tuần trước, ông Prigozhin tuyên bố, Wagner đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut và các đơn vị của họ sẽ tiếp tục tăng cường phòng thủ cho thành phố đến khi rút quân hoàn toàn. Ông Prigozhin đầu tuần này thừa nhận Wagner đã mất hơn 20.000 tay súng trong trận chiến ở Bakhmut, trong đó một nửa là tù nhân được tuyển mộ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bakhmut là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất trong nhiều tháng qua. Chiến thuật của Kiev là bám trụ, buộc Nga phải dồn nhiều nguồn lực vào đây, từ đó làm suy yếu phòng thủ của Moscow ở những nơi khác, tạo điều kiện cho chiến dịch phản công của Kiev. Nga từng tuyên bố mục tiêu của họ là kiểm soát toàn bộ khu vực Donbas ở phía đông Ukraine, dùng Bakhmut làm bàn đạp để tiến công xa hơn vào các thành phố như Kramatorsk và Slovyansk. Hiện chưa rõ việc Wagner rút khỏi Bakhmut sẽ tác động thế nào đến khả năng gây sức ép của Ukraine trong và ngoài Bakhmut. Một số nhà chuyên gia phương Tây và Ukraine cho rằng, Nga đã hao hụt lượng lớn nhân lực và nếu Wagner rút quân hoặc Moscow phải luân chuyển quân nhiều hơn, Nga sẽ ở vị thế dễ tổn thương. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến các cuộc tấn công chiến thuật cục bộ nhiều hơn. Nga chủ yếu sẽ tập trung phòng thủ và chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine, Rob Lee, chuyên gia phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, nhận định về bước đi tiếp theo của Nga ở Ukraine. Theo Dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.